Hi, chào các bạn. Hiện nay thì hầu hết các loại xe hơi đời mới á, thì họ đều sử dụng chìa khóa thông minh Smart Key, tức là như thế này nè, nó không cần phải cắm vào vặn để khởi động xe hoặc là để mở cửa. Đấy. Mà có một cái tình huống như thế này, chẳng may may một ngày đẹp trời bạn rủ bạn gái đi chơi chẳng hạn, đó đem xe để chở bạn gái đi chơi, mà chẳng may cái chìa khóa này nó hết pin thì làm như thế nào? Mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái lỗi này nhé. Như là hết pin này, ở đây là mình không có pin để thay, nếu có pin để thay rồi thì thôi khỏi cần nói làm gì tiếp, không cần phải xem nữa nha. Hai, chào các bạn. Về cái tình huống mà chìa khóa hết pin á thì mình có hai thứ phải làm. Thứ nhất đó là mở cửa xe vào được, tức là thường là bạn xe đi khóa rồi đó, bây giờ chìa khóa hết pin thì mình không mở được, không bấm được remote này để mở được. Cái thứ hai là mình sẽ khởi động. Giờ đầu tiên á mở như thế nào đó, bạn xem cái này mình sẽ hướng dẫn với xe Chevrolet Cruze. Đây, ví dụ như đây là cái cửa xe bên phía bên tài xế nè, bạn thấy ở đây có một cái lỗ để cắm khóa, hiểu không? Mình có thể cắm vào đây để mở bình thường. Có một số dòng xe thì cái phần này nó không có để hiện ổ khóa ở đây đâu, mà nó cũng che kín hết đây luôn. Vậy thì mình mở như thế nào thì bạn để ở bên dưới á. Đây là cái chỗ này nè, nó sẽ có một cái khe nhỏ, mình chọc chìa khóa vô để mình lại ra và mình mở bình thường ha. Đó, bây giờ mình sẽ vô. Với lại bạn lưu ý á, là cái xe Chevrolet Cruze này á, ban đầu á, bạn khóa từ á, khóa bằng remote á, mà khi bạn mở bằng khóa cơ như thế này nè thì xe nó sẽ tự động bật chế độ báo động. Chế độ báo động cho nên là rất ồn ào, cho nên mình sẽ không có thực nghiệm ở đây, tại đây đang là khu dân cư, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người nhé. Tạm thời bỏ qua bước này. Sau khi mở được cửa xe xong thì mình sẽ vào bước thứ hai là mình tìm cách để mình khởi động xe ha. Khởi động xe nào, đây là chìa khóa xe nè. Cái này của mình thì chưa hết pin, nhưng mà bây giờ mình sẽ tháo pin ra để cho coi như là nó hết pin nha, mà bằng cách mình tháo pin ra. Rồi, sau khi mà mình tháo pin chìa khóa ra rồi á, coi như đây một chiếc chìa khóa hết pin nha. Mình sẽ test thử cho các bạn coi. Là đây là màn xe nha. Nút khởi động đây nè. Đây đây nút start nè. Đó, nếu mà nút start đây đúng không? Đó. Mình cũng đạp thắng nè. À, đạp thắng là bấm thử coi xe có khởi động không nha. Đó, không có nè. Đấy, bạn thấy không? Nó sẽ hiện lên lỗi câu 91 đó, tức là không không có nhận không có tín hiệu của chìa khóa đó. Ở cái dòng xe này thì nó sẽ báo là như vậy. Rồi bây giờ không không có chìa khóa thì làm sao? Thì như mình nói, tất cả các cái dòng dòng xe Chevrolet Cruze á, nó sẽ có một cái chỗ chỗ để mình cắm chìa khóa này vào, cắm cái phần này vào nè, để mình khởi khởi động tạm thời á. Thì cái Chevrolet Cruze á thì nó là chỗ nào? Đây. Đấy, bạn nhìn thấy đây là cái hộc để ly cà phê nè, để nước nè. Đấy, mà thấy cái zoom lại này nha. Đó, thấy cái lỗ nhỏ này không? Cái lỗ nhỏ này á, bây giờ mình tháo cái nắp này ra, mình cắm cái chìa khóa này vô, đó là sẽ khởi động được. Mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Đó, kéo vào đây trước. Cái nắp này nó hơi khó tháo, bây giờ mình sẽ tháo bằng cách nào? Đó, cậy tay thì không có ra, nên là cách tốt nhất á là mình sử dụng cái đòn này. Thứ nhất á là một cái tô vít, đây tô vít đầu dẹt như thế này nè. Đó. Thứ hai, nếu mà không có sẵn á thì mình có thể dùng một cái loại dẹt khác là cái đồ rũ móng tay này, chắc là chị em có nhiều nè. Đấy, giờ mình dùng một trong hai cái này nhé. Mình cho đó, bạn nạy lên, nạy cái này, này. Đó.
đấy chưa, nó gần đây rồi đó. Này nó hơi hơi có chỗ này nó vướng á. Rồi đó, mình đã tháo được cái nắp của nó ra rồi, tháo được cái nắp của nó ra rồi nè. Đó, bạn nhìn kỹ coi nha, ở đây có thấy có một cái lỗ nào vừa vừa với cái chìa khóa của mình. Giờ mình cắm nó vô, cắm vô bình thường đó, cắm vô đó, cắm vô đúng nha. Rồi bây giờ mình thử khởi động lại coi, cũng nút start nè, thập thắng nè. CR2032 để họ thay cho mình vậy thôi, hoặc mình tự mua tự thay cũng được. Mình vừa hướng dẫn với các bạn cách xử lý khi mà xe chìa khóa xe hết pin. Cái này nó chỉ áp dụng đối với dòng Chevrolet Cruze thôi nhé bạn. Còn và cái này như cái chỗ này nè, xe LaCity cũng được. Mà còn những dòng xe khác á, những dòng xe khác, những hãng xe khác á, thì cái đó các bạn có thể hỏi thêm người mấy ông thợ sửa xe á, hoặc là ở hãng xe á, thì nó sẽ chỉ cho các bạn. Nói chung đây là một mẹo nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều và đỡ tốn thời gian khi mà chẳng may mình rơi vào cái tình huống như vậy. Còn đối với mình á, thì mình biết, còn đối với mình á, thì mình thường thủ sẵn pin luôn, để thường mình để bóp để trong xe như thế này nè, thì nó sẽ đơn giản hơn. Nếu như trường hợp mà bạn không có cái tủ vít hoặc là những cái đồ để mở, tùy dòng xe nha, không biết cái nắp nó dễ mở hay khó mở, nhưng mà riêng cái xe này thì mình thấy rất hơi bị khó mở nha. Đấy, chứ không đơn giản đâu nhé. Rồi, chào các bạn nha.